Lời đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã dành thời gian ra để mà vote cho mình, để mình có thể bước qua vòng 2 và bước tới vòng 3. Tham dự cuộc thi này thì thực sự là mình không nghĩ là mình có thể được sự ủng hộ nhiều như thế. Bởi vì mình biết khả năng làm clip của mình nó cũng chưa được hay, chưa được cuốn hút. Mà những cái lời comment, những lời nhắn tin động viên của các bạn thì sự làm mình rất là cảm kích. Và đó mới là điều mà mình nhận được nhiều nhất khi tham dự cuộc thi này. Ok, và để không làm mọi người thất vọng thì clip 3 này mình đã cố gắng rất nhiều. Không như thế thì mình đã tắm rửa sạch sẽ, ngoài ra tắm tay để bút kèo các thứ. Thôi, mình biết mình đẹp trai rồi, các bạn không phải khen đâu, ok. Và chủ đề vòng 3 này sẽ là bạn và vì. Có ba lý do thì mình mới làm cái đó. Và lý do thứ nhất có lẽ là do mình thích thôi. Đương nhiên là phải thích làm cái gì thì mới làm được, đúng không? Phải thích quay, phải thích vlog thì mới quay vlog, chứ không phải đương nhiên mà cái quay được không đấy. Nói một cách rõ ràng hơn thì là mình thích làm clip vui và trong đó có vlog. Nếu bạn nào để ý trên Facebook của mình ý, thì có thể thấy là mình hay hát nhép kiểu chipmunk, mấy cái bài vớ vẩn như kiểu thế, hay hát nhép linh tinh. Nói chung là mình cảm thấy nó thú vị thì mình làm thôi, không có gì đặc biệt cả. Cái vlog mà 20 tháng 10 là kiểu sống ảo ấy, thì đó thực sự là những suy nghĩ của bản thân mình. Có thể clip đấy nó không gây cười cho bạn, nhưng mà nó ít ra nó truyền tải cái thông điệp mình muốn nói với những thanh niên sống ảo, với những người sống ảo ấy, là bớt sống ảo đi. Bởi vì nó rất là vớ vẩn ấy. Thì nói thật ấy, thì những cái hành động mà các bạn làm trên mạng ấy, nó rất là buồn cười ấy. Không nói lên được cái điều gì cả, mà nó chỉ nói lên con người bạn rất là nhạt nhẽo, rất là vô vị. Thì làm màu trên Facebook mà thôi. Nói chung lý do thứ nhất là vì mình thích làm, thích thể hiện bản thân, thích chia sẻ cái gì trực tiếp trên cái camera này thay vì vừa có gõ trên bàn phím. Ok, và lý do thứ hai, mình rất thích ghi lại những hình ảnh và vlog này cũng vậy thôi. Có thể bây giờ thì nó chưa có giá trị gì cả, nhưng mà một thời gian dài sau khi mà mình xem lại thì có thể là mình sẽ cảm thấy trước kia mình đã suy nghĩ như thế nào. Có thể là mình đã trẻ trâu, có thể là mình đã trẻ bò, có thể là mình suy nghĩ nó nông cạn hay cái gì đấy, đại loại thế. Dù sao thì mình cũng sẽ xem lại để những cái cảm xúc một thời của mình. Cái lý do thứ ba cũng là lý do quan trọng nhất mà mình làm vlog thì hơi cá nhân một chút. À không, quá cá nhân ấy. Mình có một thằng bạn và... khi mình nói ý tưởng rằng mình muốn làm cái vlog gì đấy thì nó đã cười mình. Nó cười kiểu rất là khiêu khích. Nó không nghĩ rằng mình dám quay clip, dám up Facebook, dám up lên mạng. Nó nghĩ rằng mình không làm được. Nếu như mày đang nhìn cái clip này thì nhớ like cho tao nhé. Cấm ít này. Vậy là mình đã chia sẻ ba lý do chính khi mình làm vlog. Lý do thứ nhất là vì mình thích và muốn thể hiện bản thân mình. Lý do thứ hai là mình muốn chia sẻ những cái gì là thật con người mình nhất để làm những cái kỷ niệm trong tương lai. Lý do thứ ba, lý do cá nhân, đó là muốn thể hiện rằng mình đã làm được một điều gì đó mà người khác nghĩ rằng mình không làm được. Ok.